Kính chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Khoa học Công nghệ và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục hôm nay là ghi nhận về hiệu quả của các chương trình nghiên cứu giữa Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh với Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công. Nằm trong chương trình hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh và Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công, thời gian qua, hai đơn vị đã thực hiện các chương trình nghiên cứu thiết thực mang tính ứng dụng cao để áp dụng vào thực tế sản xuất cho ngành nông nghiệp. Các chương trình nghiên cứu khá đa dạng, từ bảo vệ thực vật, sử dụng ong mắt đỏ kiểm soát sâu đục thân mía, thiên địch trong nông nghiệp công nghệ cao, chọn giống mía mới, nghiên cứu nhân giống mía 3 cấp để nâng cao hiệu quả giống mía trong sản xuất, đến các nghiên cứu về sản phẩm mới, từ phế phẩm trong sản xuất và chế biến cây mía và các cây trồng nông nghiệp khác. Một trong những đề tài được Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công nghiên cứu đưa vào ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao và được Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh nghiệm thu, đó là đề tài nhân nuôi sản xuất hàng loạt ong mắt đỏ phòng trừ sâu đục thân hại mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây là đề tài dùng ong mắt đỏ loại thiên địch để diệt trừ sâu đục thân hại mía. Ong mắt đỏ là họ ong ký sinh trên trứng của nhiều loại côn trùng có hại. Ong mắt đỏ được sử dụng có hiệu quả sâu đục thân ngô, sâu cuốn lá nhỏ hại lá, sâu đo xanh hại đai, sâu xanh hại bông. Sau thời gian nhân nuôi, sản xuất thử nghiệm ong mắt đỏ, công ty đã áp dụng thả trên diện rộng phòng trừ sâu đục thân mía theo phương pháp lây nhiễm cho khoảng 1.007 hectare mía ở 3 huyện Châu Thành, Bến Cầu và Tân Châu với số lượng ước tính khoảng hơn 1.000 triệu ong. Phương pháp thả ong mắt đỏ, thả theo phương pháp lây nhiễm sớm, kết quả ghi nhận được qua các lần điều tra cho thấy tỷ lệ gây hại của sâu đục thân luôn dưới 4%. Qua các lần kiểm tra hiệu quả sau thả ong mắt đỏ nhận thấy ở các lô có thả tỷ lệ bị hại thấp hơn so với các lô không thả ong mắt đỏ. Ngoài ra, việc sử dụng ong mắt đỏ không chỉ giúp cho người dân phòng trừ sâu hại cây trồng, nâng cao năng suất kinh tế mà còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hạn chế thấp nhất việc sử dụng thuốc trừ sâu. Trong thời gian qua, khi mà bắt đầu thành lập trung tâm nghiên cứu dùng mía đường Thành Thành Công, thì với sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của Sở Khoa Công nghệ cũng như là của các sở ban ngành khác ở tỉnh Tây Ninh, thì trung tâm nghiên cứu cũng đã tiến hành triển khai các cái dự án nghiên cứu mà mang tính thiết thực đối với cái sản xuất mía đường cũng như là nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh. Trong đó thì nổi bật nhất mà khi mà vừa bắt đầu hình thành trung tâm nghiên cứu, thì cái dự án mà nhân nuôi ong mắt đỏ hàng loạt để kiểm soát sâu đục thân trên mía thì đã từ năm 95 cho tới năm 2015, 2016 cho tới 2018 thì đã cho tới nay thì cái dự án này đã mang lại những cái hiệu quả rất là rõ rệt. Thì từ cái quy mô ban đầu là kiểm soát 500 hecta mía trong một vụ một năm, thì hiện nay thì quy mô của dự án đã nâng lên là có thể kiểm soát cho khoảng 7.000 hecta mía trong một năm, và hiện nay với cái dư địa hiện nay thì có thể là nâng lên cái công suất lên 20 hecta, kiểm soát 20.000 hecta mía trong một năm và có thể tăng hơn nữa. Thì cái dự án này ngoài những cái tác động về kiểm soát dịch hại trên cây mía thì nó cũng có một cái tác động tích cực đối với môi trường, đó là chúng ta sử dụng các cái biện pháp sinh học để kiểm soát dịch hại mà chúng ta không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Và cái hiệu quả mang lại ngoài cái kiểm soát dịch hại thì nó mang lại cái ý nghĩa về sự an toàn cho cái môi trường sống cũng như là cái thực phẩm sạch cho mọi gia đình. Trong giai đoạn 2017-2021, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh thực hiện đề tài khảo nghiệm giống mía nhập nội nhằm cải thiện bộ giống mía cho vùng nguyên liệu Tây Ninh. Hiện đề tài thực hiện 4 khảo nghiệm cơ bản kết hợp đánh giá động thái chính của 9 giống nhập nội và 1 giống đối chứng. Các giống mía mới được kết luận khi kết thúc đề tài là những giống có năng suất đường cao hơn giống phổ biến ít nhất 10%, có khả năng kháng bệnh tốt hơn so với các giống mía chủ lực hiện có trong sản xuất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong tỉnh hiện có 3 doanh nghiệp với 3 nhà máy đường. Trong thời gian qua, giữa trung tâm nghiên cứu và các doanh nghiệp này luôn có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện các đề tài nghiên cứu, cũng như nhiều hợp tác về lĩnh vực cây mía để chuyển giao và áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Vì vậy, việc triển khai thực hiện đề tài này nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu bức thiết hiện nay của doanh nghiệp về nhu cầu giống mới để nâng cao năng suất chất lượng mía. Cái dự án nhập nội giống mía cũng như là chọn lọc giống mía cho vùng nguyên liệu Tây Ninh thì hiện nay chúng ta cũng đã chọn được khoảng 2 giống cho cái vùng nguyên liệu mía tại Tây Ninh. Ngoài ra thì trong cái thời gian tới thì với sự hỗ trợ nhiệt tình của Sở Khoa học Công nghệ cũng như là của các ban ngành thì trung tâm nghiên cứu cũng đã được Sở Khoa học Công nghệ thông qua 2 dự án mà chúng ta đang mở rộng nghiên cứu ngoài cái mía đường, đó là cái dự án sản xuất thiên địch cho cái nông nghiệp công nghệ cao
Hiện nay thì cái một dự án mà có thể nói là rất là hữu hiệu, tiên tiến trên toàn thế giới cho cái công nghệ nông nghiệp trong nhà màng. Ngoài ra thì một dự án về sản xuất các cái chế phẩm, các cái sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp như là giá thể trồng cây, giá thể ươm cây, trồng cây con, giá thể cây mô, thì giá thể trồng cây con, giá thể cây lan từ các cái phế phẩm trong cái nông nghiệp như là cái cây mía bỏ ra hoặc là các cái bã mía. Thì cái này là các dự án mà Sở Khoa học Công nghệ cũng đã thông qua và sẽ triển khai trong thời gian tới. Sau khi kết thúc đề tài, việc thay thế các giống mía cũ bằng các giống mía mới có năng suất chất lượng cao hơn sẽ góp phần tăng năng suất, thúc đẩy phát triển sản xuất mía ở tỉnh Tây Ninh, giúp người trồng mía có nhiều lựa chọn giống mía thích hợp khi trồng để đạt năng suất chất lượng cao. Trong cái thời gian qua thì Trung tâm Nghiên cứu cũng rất là cảm ơn Sở Khoa học Công nghệ cũng như là các cơ quan ban ngành trong tỉnh đã hỗ trợ cho trung tâm rất là mạnh, rất là nhiều và rất là sâu. Thực sự ra thì trong thời gian tới thì cũng rất mong được nhận được sự hỗ trợ đồng hành của Sở Khoa học Công nghệ trong các cái dự án nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu nhằm phục vụ cho nông nghiệp của Tây Ninh. Thì ngoài cái mía đường thì Trung tâm Nghiên cứu sẽ tập trung các cái dự án về cái nông nghiệp công nghệ cao cũng như là các mở rộng sang các cái loại cây trồng khác. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các dự án như nghiên cứu bộ thiên địch cho cây mía nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu giá thể gieo và trồng cây trong nông nghiệp công nghệ cao từ phế phẩm nhà máy đường nghiên cứu, sản xuất giá thể từ bã mía dùng ươm và trồng cây trong nhà lưới. Định hướng trong thời gian tới là đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh, mở rộng nghiên cứu ứng dụng trên cây mía và các cây trồng khác, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Khoa học Công nghệ và Đời sống ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị khán giả và các bạn trong các chương trình lần sau. Thân mến, chào tạm biệt.